Hiện nay, tỉnh Hưng Yên đang thực hiện giải phóng mặt bằng cho gần 380 dự án với diện tích gần 1.900 ha. Đến hết quý 1 năm 2024, toàn tỉnh tiến hành giải phóng mặt bằng được trên 344 ha. Trong đó, các dự án khu cụm công nghiệp giải phóng mặt bằng được gần 180 ha, các dự án đô thị, khu dân cư được trên 21 ha, các dự án khu đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở giải phóng mặt bằng được trên 43 ha. Các dự án đầu tư công có sử dụng đất giải phóng mặt bằng được trên 100 ha. Các địa phương có kết quả thực hiện cao là huyện Yên Mỹ giải phóng mặt bằng được 105 ha, trong đó có 78 ha cho các dự án khu cụm công nghiệp. Huyện Khoái Châu giải phóng mặt bằng được 65 ha, huyện Ân Thi được 48 ha. Kết quả đạt thấp là thành phố Hưng Yên, huyện Văn Lâm, Tiên Lữ. Các địa phương đang có diện tích cần giải phóng mặt bằng nhiều là huyện Kim Động với 333 ha, thị xã Mỹ Hào với 368 ha, ít nhất là huyện Tiên Lữ và Phù Cừ. Thành phố Hưng Yên có diện tích cần giải phóng mặt bằng trên 190 ha, nhưng có số dự án nhiều nhất với trên 100 dự án.